Thưa quý khán giả, người không may mắc bệnh ung thư thường suy sụp về tâm lý, tinh thần. Nếu không biết cách giải quyết, bệnh ngày càng trầm trọng thêm. Muốn chiến thắng bệnh nan y có nhiều cách, các bác sĩ có nhiều thông tin hữu ích trong Chuyển động Đông Tây hôm nay. Bản tin còn nhiều thông tin nổi bật khác. Xúc động, hình ảnh sinh viên vội vã dùng cán bạn bị đột quỵ đi cấp cứu. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp diễn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Còn ở Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Chính thời tiết này mà những ngày qua nhiều diện tích rau màu của nông dân ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhiều biện pháp được người nông dân ở Hà Nội sử dụng để bảo vệ cây trồng. Tưới nước 2 lần một ngày vào sáng sớm và chiều mát, dùng màn lưới, vải để che nắng cho cây trồng. Đây là biện pháp mà những nông dân ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đang thực hiện để tránh nắng cho cây trồng, đảm bảo năng suất mùa vụ này. Để đảm bảo năng suất cũng như chất lượng cây trồng, người nông dân phải tìm hiểu nhiều biện pháp để tránh nóng cho cây trồng. Dù không thể khắc phục được hoàn toàn, nhưng những giải pháp này cũng phần nào làm giảm nhẹ ảnh hưởng của nắng nóng. Thời tiết nắng nóng có thể gây ra tình trạng thiếu nước cho cây cối, làm cho chúng khô và chết. Nếu thời tiết nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây, làm giảm sản lượng và chất lượng, gây thiệt hại cho nông dân về kinh tế. Theo các chuyên gia, để đảm bảo năng suất của cây trồng trước điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, cũng cần sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu thích hợp, cắt tỉa cây cối thường xuyên để giữ cho chúng khỏe mạnh và giảm thiểu tác động của thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Tuyên truyền và lan tỏa lối sống xanh đến nông dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Hôm qua, công ty Syngenta Việt Nam phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ phát động hoạt động trồng cây và chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh do Syngenta Việt Nam phát động từ năm 2015 với cam kết tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức của nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, trách nhiệm. Thông qua chương trình, đến nay hơn 30.000 nông dân tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước được tập huấn. Hơn 100 tấn vỏ bao gói thuốc được thu gom và tiêu hủy. Năm nay, chương trình phát động từ ngày 5 tháng này đến hết hôm nay. Tại buổi lễ, Syngenta Việt Nam trao tặng 15 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi ở huyện Thới Lai. Riêng hệ thống phân phối của Syngenta tặng quà cho 40 nông dân khó khăn ở thành phố Cần Thơ. Cải thiện cảnh quan, xây dựng các tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, Syngenta phối hợp với các đơn vị trồng 2.300 cây xanh, gồm cây sao đen, bằng lăng và sao dầu dọc tuyến đường tránh thị trấn Thới Lai, thành phố Cần Thơ và Bến Nhất, xã Long Thạnh, huyện Dòng Triền, tỉnh Kiên Giang. Là một trong nhiều quốc gia hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Việt Nam cố gắng hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường biển trong nhiều năm qua. Tuy nhiên hiện nay tại nhiều làng chài vẫn tràn ngập các loại rác thải biển như lưới đánh bắt, ngư lưới cụ. Tại nhiều làng chài trong tỉnh Khánh Hòa như làng chài Lương Sơn, Cát Lợi của xã Vĩnh Lương, Nha Trang, làng chài Tân Thành của xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, các loại rác thải của ngư dân tràn ngập các bãi biển. Những tấm lưới đánh bắt mục nát, hư hỏng, không còn sửa chữa, được ngư dân dứt bỏ bừa bãi. Khi thủy triều lên, những tấm lưới đánh bắt này bị sóng cuốn, nổi lưng chừng giữa mặt nước gây ô nhiễm môi trường, đe dọa sự sinh tồn của các loài sinh vật biển khi dướng phải chúng. Tuyên truyền ngư dân không nên xả rác thải nhựa cũng là tự bảo vệ chính nơi tạo ra sinh kế của các ngư dân. Những nội dung tiếp theo trong Chuyển động Đông Tây trưa nay, tâm lý bất ổn là một trong những nguyên nhân gây nguy hiểm tính mạng cho người bệnh ung thư. Các đối tượng lừa đảo tiếp tục nhiều chiêu thức chiếm quyền sử dụng mạng xã hội để lừa đảo.
7 người ở Thanh Hóa nhập viện cấp cứu sau khi nhậu với rượu ngâm nấm, trong đó có một người bị nặng phải chuyển ra Hà Nội điều trị. Với những ai thích uống rượu ngâm, cũng nên cân nhắc việc chọn nguyên liệu để ngâm cùng rượu. Có thể nấm độc và cũng có thể sự kết hợp các chất trong rượu và nấm không thể đi cùng nhau. Vì thế, trước khi ngâm, cần hỏi ý kiến bác sĩ đông y. Đang ngồi trong lớp học, sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế đột quỵ đột ngột. Ngay lập tức các sinh viên cùng đội ngũ y tế của trường bằng các biện pháp tích cực hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Cấp cứu đột quỵ là tình trạng y tế khẩn cấp, nhờ phản ứng nhanh can thiệp kịp thời giúp nữ sinh qua cơn nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào hôm qua, trong lớp học của trường, em Phạm Thị N, quê Thanh Hóa, sinh viên năm 2 khoa ngữ văn, đang học trong lớp thì bất ngờ bị đột quỵ. Các sinh viên trong lớp thông báo với giảng viên, kịp thời phối hợp với tổ y tế nhà trường, nhanh chóng gọi xe cứu thương, đưa bạn ra xe chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Hiện sinh viên này đang được điều trị tại bệnh viện. Trước khi liên lạc được với người thân, nhà trường cũng cử các sinh viên túc trực tại bệnh viện giúp đỡ bạn qua cơn hoạn nạn. Đột quỵ và ung thư là hai trong số những căn bệnh được cho là đáng sợ nhất trên thế giới hiện nay. Tại Việt Nam, ung thư dạ dày đứng hạng thứ tư trong các bệnh ung thư thường gặp, với gần 18.000 ca mắc mới và 15.000 ca tử vong. Cứ 100.000 người có hơn 24 người mắc ung thư dạ dày. Trong khi loại ung thư này, người mắc bệnh giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng. Bởi thế, khi được các bác sĩ chẩn đoán, khối u di căn gây ra tâm lý suy sụp khiến cơ thể suy kiệt, khó khăn trong quá trình điều trị. Các chuyên gia đều khẳng định mắc ung thư không phải là dấu chấm hết. Quan trọng là bệnh nhân không được bỏ dở lộ trình điều trị của bác sĩ để chạy theo những cách chữa bệnh chưa được kiểm chứng. Ý chí của bệnh nhân cũng góp phần quan trọng hỗ trợ cho việc điều trị. Theo ước tính của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 70% bệnh nhân ung thư bị sụt cân, 30% chết vì suy kiệt chứ không phải do khối u. Trong những năm gần đây, Bệnh viện 108 tiếp nhận nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày. Do bệnh không có biểu hiện nên khi đến thăm khám chủ yếu là giai đoạn muộn. Có bệnh nhân còn khá trẻ, đến khám do buồn nôn, đau tức vùng thượng vị, rối loạn tiêu hóa kèm theo gầy và sút cân nhanh. Bệnh nhân được chụp chiếu, đánh giá tổng quát, phát hiện di căn gan, phổi, bệnh ở giai đoạn muộn. Bất ngờ khi trong cơ thể không có thay đổi lớn, nhưng thăm khám là nhận được kết quả ung thư dạ dày giai đoạn muộn. Bất kỳ ai dù có mạnh mẽ đến đâu cũng suy sụp. Các bác sĩ đưa ra lời khuyên với bệnh nhân muốn kéo dài sự sống thêm cho mình. Nhiều bệnh nhân nhận được kết quả rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, thường xuyên cáu gắt, tự nhốt mình trong không gian hẹp, mất ngủ triền miên. Trong khi bệnh nhân mắc ung thư dạ dày, loại tế bào nhẫn đáp ứng với điều trị hóa chất cũng không cao. Thêm vào đó là thể trạng luôn trong trạng thái suy kiệt. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, sau 5 tháng, nhiều bệnh nhân không qua khỏi. Một tỷ lệ lớn người tử vong trong tình trạng suy kiệt vì nhiều lý do khác nhau. Suy giảm chức năng tiêu hóa. Khối u ung thư dạ dày có thể gây ra rối loạn tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón. Khi tiêu hóa bị ảnh hưởng, cơ thể không thể hấp thu đủ chất dinh dưỡng cần thiết, dẫn đến suy dinh dưỡng. Tiêu hao năng lượng. Cơ thể người bệnh sử dụng năng lượng để chiến đấu với khối u và tác động của chế độ điều trị. Nhưng khối u cũng sử dụng năng lượng của cơ thể. Điều này dẫn đến sự tiêu hao năng lượng và cơ thể không còn đủ năng lượng để duy trì các chức năng cơ bản, tạo ra chất độc hại. Các tế bào ung thư dạ dày có thể tạo ra các chất độc hại, gây ra các vấn đề sức khỏe và làm suy giảm chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Tác động của điều trị. Các phương pháp điều trị như hóa trị và xạ trị có thể gây ra các tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy và suy dinh dưỡng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe chung của người bệnh. Nhiễm trùng. Người bệnh ung thư dạ dày có thể dễ bị nhiễm trùng do hệ miễn dịch yếu và tác động của điều trị. Khi nghe nói mình mắc bệnh ung thư, hầu hết bệnh nhân suy sụp tinh thần, không thiết ăn uống vì nghĩ mình sắp chết. Tuy nhiên, muốn kéo dài sự sống hoặc được chữa khỏi hoàn toàn, điều quan trọng là bệnh nhân phải giữ tâm lý vững vàng, tuân thủ phương pháp điều trị của bác sĩ, thay đổi lối sống theo hướng tích cực và duy trì chế độ ăn uống khoa học.
17 giờ chiều qua, Công an quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ một nam nhân viên lắp bồn nước tại tầng 4 bị điện giật tử vong. Nam nhân viên 30 tuổi đến lắp bồn nước inox tại tầng 4 của ngôi nhà nằm trên đường Lê Thị Triên, phường Bến Thành. Lúc này, người nhà ở phía dưới nghe tiếng kêu cứu nên chạy lên thì phát hiện nam nhân viên nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Hơn chục cảnh sát cùng cứu hộ đến hiện trường tiến hành sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong. Theo nhân chứng, có thể trước khi làm việc nhân viên này không cúp cầu dao, điện hở truyền vào bồn nước inox gây ra sự cố. Gần 12 giờ công an hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác phục vụ điều tra. Cần tiền tiêu xài, trả nợ, các bị cáo dựng lên màn kịch cần tiền đáo hạn ngân hàng, vay mượn số tiền lớn của nhiều người rồi chiếm đoạt nên phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật. Một đối tượng ở Quảng Ngãi vừa bị bắt. Đối tượng Võ Thị Mỹ Linh, 39 tuổi, thường trú thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, làm ăn thua lỗ, dẫn đến túng thiếu tiền. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Linh đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để nhiều người tin tưởng đưa tiền cho Linh vay, mượn rồi chiếm đoạt. Võ Thị Mỹ Linh chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền 4 tỷ 400 triệu đồng. Công an đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Linh cung cấp chứng cứ cho cơ quan cảnh sát điều tra để được hỗ trợ giải quyết. Hình ảnh vừa rồi cũng khép lại Chuyển động Đông Tây của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.